Nhà đẹp Tân Á xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một siêu phẩm mới, đó là ngôi nhà 2 tầng mái theo phong cách hiện đại. Chủ nhân của ngôi nhà là cặp vợ chồng anh Võ, chị Thảo đến từ mảnh đất Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Đầu tiên về tổng quan kiến trúc, chúng ta có một ngôi nhà rộng 8 mét, dài 19 mét, chiều cao tầng 1 là 3,9 m, tầng 2 là 3,6 m, phần mái là cao 2,8 m. Mẫu nhà này thì có phong cách thiết kế hiện đại, kiến trúc tinh tế, công năng khoa học mang đến không gian sống tiện nghi cho gia đình. Đây là mẫu nhà có tính thẩm mỹ cao, kết hợp với kiến trúc mái trúc kiên cố vừa thu hút nổi bật. Nhìn tổng thể ngôi nhà thì chúng ta có cảm giác nhẹ nhàng nhưng vững chãi, đơn giản phóng thoáng và vẫn đẹp, có điểm nhấn và mang phong cách hiện đại. Mặt tiền các nhà được thiết kế với những hình khối vuông vắn, khỏe khoắn, tạo nên vẻ đẹp lôi cuốn người nhìn. Về hệ mái ở đây là theo phong cách kiểu Nhật, được nước thoát từ nhiên về các mép sên nấu. Ở trên các cái đỉnh mái chúng ta sẽ bố trí các cột chống sét và có tác dụng chống sét mà cũng là mang điểm nhấn với kiến trúc. Nói riêng về phần mái thì chúng ta sẽ có cái mái sành ở đây, nó sẽ hạ cột và mang cảm giác tầng tầng lớp lớp của hệ mái, kết hợp với cả cái phần mái sên nấu ngăn cách giữa tầng 1 và tầng 2. Về tông màu chủ đạo thì ở đây chúng ta sẽ sơn màu trắng vô ngôi nhà, và kết hợp đó là có các cái điểm nhấn phao chỉ ốp gạch inox ở phần đầu, phần trên của tường, phần châu hóa, phần ban công có châu hóa, phần cột ở chân tường của tầng 1 thì sẽ ốp gạch màu ghi để làm mép dưới của phao. Về mặt tiền thì nổi bật nhất đó là cái hệ cửa đi khung gỗ. Cửa tầng 1 là hệ khung gỗ cánh gỗ, và về cửa sổ thì cửa khung gỗ và ba đốt kính. Về phần cửa sổ các mặt bên nhà thì ở đây chúng ta có cái cửa sổ khung gỗ nhưng bên ngoài là kết hợp với cửa nhôm kính. Phía trong ra là nhìn vẫn là cửa khung gỗ nhưng bên ngoài thì sẽ thấy được là nhôm kính. Về phần phao chỉ thì ngay các viên của cửa chúng ta sẽ bố trí các cái phao nổi rất là lớn, kết hợp với đó là trên mặt tường chúng ta đi các cái chỉ ống. Toàn thể ngôi nhà thì sẽ bố trí kết hợp với cây cảnh trang trí, ví dụ như trước sảnh ngay hai đầu cột là bố trí hai chậu cây lớn, có thể là hoa mai chẳng hạn. Ở trên sàn ban công thì bố trí các cái cây chậu cây nhỏ như là hoa hồng. Về phần ánh sáng trang trí cho ngôi nhà thì ở trên các cái mặt tường chúng ta bố trí các cái đèn H. Ở phần dưới sên nấu bố trí các cái bóng mặt trấu. Và ở đầu cột tiền sảnh thì bố trí cùng hai bóng H. Nổi bật của ngôi nhà đây là cái hệ mái phân cách giữa 2 tầng đây. Chúng ta hãy xem qua một phần mô hình 3D để hình dung hơn, chi tiết hơn về phần kiến trúc của ngôi nhà.
Như đã nói thì cửa sổ này thì làm bằng khung gỗ kết hợp với phía ngoài là nhôm kính. Ở tầng 1 thì chúng ta đã chia làm 3 phần. Phần từ đáy, phần từ cột nền lên đến phao thứ nhất. Phần tường này được sơn trắng và phần từ phao thứ hai này trở lên đến trần thì là ốp bằng gạch inox. Tạo cảm giác cân đối cho ngôi nhà. Ở trên ban công tầng 2 thì chúng ta sẽ bố trí hệ lam làm bằng thép. Ở đấy thì có thể là trồng hoa hồng và cho leo lên cái gian này. Xuyên suốt ngôi nhà là bố trí các pháo chỉ chạy ngang dài từ đầu nhà đến cuối nhà, tạo cảm giác liền mạch. Trước sảnh chúng ta bố trí 3 bậc tam cấp. Bậc thì được ốp bằng gạch đen và cổ bậc được làm bằng gạch trắng. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào trong ngôi nhà. Đây là mặt bằng kiến trúc tầng 1. Ở đây chúng ta có ngôi nhà rộng 8 mét và dài 19 mét. Phòng khách có diện tích là 30 mét vuông. Phòng ngủ có diện tích 14 mét vuông. Phòng bếp rất rộng 32,9 mét vuông. Sân rửa phía sau 13,4. Về vệ sinh ở đây, vệ sinh này phục vụ cho phòng ngủ và vệ sinh này phục vụ cho khách sinh hoạt chung. Về phần tường ở đây, tường bao chúng ta sẽ làm tường 20 22 và các cái tường ngăn cách giữa các phòng thì sẽ làm tường 10. Ở phòng khách chúng ta bố trí hệ lam bằng gỗ. Phần bếp chúng ta có bếp, chậu rửa và một tủ lạnh. Cầu thang do tầng cao nên chúng ta bố trí 25 bậc. Đây là mặt bằng tầng 2. Có mái. Sảnh của tầng 1. Tầng 2 chúng ta sẽ có phòng thờ, phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, sân phơi và hai vệ sinh. Về mặt bằng kiến trúc này cơ bản giống như tầng 1. Đây là mặt chi tiết mặt đứng của ngôi nhà. Chúng ta đã xem rõ trên phần 3D. Đây là các mặt cắt kiến trúc qua ngôi nhà. Ở mặt cắt 1-1 thì chúng ta có thể thấy là phần sảnh được hạ cột. Chi tiết phần hạ cột chúng ta có thể xem ở đây. Về phần vệ sinh, chúng ta không hạ đến đáy dâm mà chúng ta chỉ hạ sàn đến 5 phân. Ống ở đây sẽ các cái đường ống kỹ thuật sẽ đi ngay ở dưới mép trần và được đóng trần thạch cao. Đây là chi tiết của các hệ sino ngăn tầng.
Video của chúng tôi xin tạm dừng ở đây, mong các bạn đóng góp ý kiến.